ông Noe và con tàu. Ông Noe đóng tàu và trận hồng thủy. Ông Noe là người công chính và vâng lời Thiên Chúa. Ông có ba người con, Sem, Ham và Japhet. Nhưng tất cả những người khác đều không vâng lời Thiên Chúa. Họ cư xử rất xấu xa với nhau. Thiên Chúa thấy dân mà người dựng nên đã trở thành rất xấu xa và độc ác. Thiên Chúa cho ông Noe biết người sẽ tạo một trận hồng thủy để hủy diệt sự xấu xa này. Nhưng ông Noe và gia đình ông sẽ thoát. Thiên Chúa truyền cho ông đóng một con tàu bằng gỗ bách và trám bằng nhựa cây để chống thấm. Con tàu phải dài 135 mét, rộng 23 mét và cao 14 mét. Nó sẽ có 3 tầng, chia thành những khoang và có mái che với một khoảng trống phía dưới mái để thoáng khí. Tàu có một cửa ở bên hông. Lập tức, ông Noe cùng các con ông bắt đầu đóng con tàu khổng lồ hình hộp. Dân chúng xấu xa xung quanh ông đứng xem ông và các con ông đóng tàu. Khi tàu đã sẵn sàng, Thiên Chúa bảo ông Noe rằng 7 ngày nữa lũ lụt sẽ đến. Rồi Thiên Chúa bảo ông Noe, ba con trai ông và các bà vợ của họ mang tất cả tài sản của họ lên tàu. Họ cũng tích trữ lương thực cho các con vật được đưa lên tàu. Ông cũng đưa lên tàu 7 cặp gia súc và gia cầm sạch, mỗi cặp một con đực và một con cái. Một cặp của mỗi loài vật dơ cũng được đưa lên tàu. Các loài vật dơ là những loài như thằng lằn, chuột chũi, heo, cú, chuột nhắt, chồn và quạ. Rồi Thiên Chúa đóng cửa tàu và cho mưa đổ xuống. Trong 40 ngày, mưa như trút. Nước các con sông tràn bờ và nước lũ ngày càng dâng cao. Khi nước dâng cao, con tàu bắt đầu nổi lên. Lũ tiếp tục dâng cao cho tới khi phủ hết các ngọn núi cao nhất. Mọi sinh vật trên đất mà không ở trong con tàu đều bị nước lũ quét sạch. Lũ dâng tràn khắp trái đất suốt 150 ngày. Nhưng những người ở trên tàu đều an toàn. Khi nước rút, con tàu dừng lại đậu trên núi Ararat. Sau 40 ngày, ông Noe thả một con quạ ra ngoài, nhưng nó không tìm được chỗ đậu. Rồi ông thả một con bồ câu, nó bay vòng vòng tìm chỗ đất khô, nhưng không tìm được chỗ đậu, nó lại quay về tàu. Ông Noe chìa tay ra đưa nó vào trong tàu. 7 ngày sau, ông lại thả con bồ câu ra lần nữa. Đến chiều hôm ấy, nó trở lại tàu. Cộng theo một lá cây nó vừa ngắt được. Noe biết nước đang rút dần. Một tuần sau, ông thả con bồ câu ra lần thứ 3, nhưng nó không quay về. Ông biết nó đã tìm thấy chỗ đất khô. Ông Noe gỡ máy tàu ra và thấy đất đang khô dần. 2 tháng sau, đất đã khô
đủ để ông Noe và gia đình cùng các con vật rời tàu. Ông Noe dựng một bàn thờ kính Chúa và dâng hy lễ cho Thiên Chúa. Thiên Chúa hài lòng với hy lễ của ông và hứa sẽ không bao giờ tiêu diệt mọi sinh vật nữa. Bao lâu trái đất còn tồn tại? Các mùa gieo mùa gặt, nóng và lạnh, mùa hè hay mùa đông, ngày và đêm, tất cả sẽ không bao giờ biến mất. Thiên Chúa đặt một cái cầu vồng trên vòm trời. Rồi Thiên Chúa nói với ông Noe, cầu vồng này là dấu chỉ lời ta hứa sẽ không bao giờ cho hồng thủy tàn phá trái đất nữa.